Sư... Sư cho con hỏi có phải Phật chỉ thuyết Tứ Diệu Đế còn tất cả những thứ khác chỉ là mở rộng ra đi sâu vào hơn của Tứ Diệu Đế không? À, Đức Thế Tôn có nói như thế này Cả cuộc đời ta trong tấm thân tứ đại này ta chỉ nói về hai điều đó là gì? sự thật về khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Chỉ có vậy thôi. Đó là cách nói rút gọn của tứ đế. Và xin thưa tất cả các cái phương pháp, những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, tất cả những lời dạy Đức Thế Tôn đều là phương pháp đưa đến con đường thoát khổ. Nói như vậy, có nghĩa là tất cả các cái pháp đều là đạo đế. Ừ. tất cả các pháp thế tôn nói đều là đạo đế cho nên nếu như nói một cách đúng đắn thì chúng ta cũng có thể nói rằng tất cả những lời dạy của thế tôn nhằm mục đích uh, nói lên bốn sự thật chỉ vậy thôi ừ.